kính chào và cảm ơn quý vị đang đến với bản tin thời sự 18 giờ 30 chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay 21 tháng 6, kỷ niệm 98 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, thay mặt những người thực hiện chương trình, Tuyết Mai xin cảm ơn những tình cảm yêu mến của tất cả quý vị. Rất mong tiếp tục nhận được sự đồng hành theo dõi của quý vị đối với các chương trình phát thanh truyền hình nói chung, bản tin 18 giờ 30 phút nói riêng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Nhân kỷ niệm 98 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 1925, 21 tháng 6 2023, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hưng Yên đã đến thăm chúc mừng các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh. Chúc mừng tập thể cán bộ phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng ghi nhận những đóng góp của đài trong công tác tuyên truyền và sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đồng chí yêu cầu Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên tiếp tục nỗ lực hơn nữa, đội ngũ cán bộ phóng viên, biên tập viên, người lao động luôn đoàn kết không ngừng, nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, sáng tạo những tác phẩm báo chí chất lượng, mang hơi thở cuộc sống, phản ánh toàn diện các lĩnh vực đời sống, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng. Tối nay ngày 21 tháng 6, lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 17 năm 2022 sẽ được tổ chức tại Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô. Năm nay, số lượng tác phẩm gửi về dự giải là gần 1.900 tác phẩm. Theo đánh giá của hội đồng giải, các tác phẩm năm nay có chất lượng tốt, bám sát thực tiễn, có tính thời sự cao, đề xuất nhiều giải pháp kiến tạo, cách làm hay, có sức lan tỏa. Chất lượng giải được đánh giá khá đồng đều. Khoảng cách giữa báo chí trung ương và địa phương được thu hẹp ở nhiều thể loại. Trong đó, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên có tác phẩm Để dòng nước trong xanh lại về Bắc Hưng Hải đoạt giải khuyến khích. Lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 17 năm 2022 sẽ được truyền hình trực tiếp vào 20 giờ 10 phút ngày 21 tháng 6 trên kênh VTV1. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 tỉnh Hưng Yên có trên 15.400 thí sinh đăng ký dự thi. Để đảm bảo cho công tác tổ chức kỳ thi trên địa bàn tỉnh diễn ra an toàn, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Công an tỉnh tổ chức lực lượng và phương tiện phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục và đào tạo, triển khai các biện pháp bảo mật đề thi, bài thi, đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông tại các điểm diễn ra hoạt động của kỳ thi. Theo đó, Công an tỉnh hướng dẫn công an các đơn vị địa phương chủ động phát hiện, ngăn chặn các hành vi gian lận vi phạm pháp luật liên quan đến kỳ thi, tăng cường công tác kiểm tra an ninh, an toàn khu vực in sau đề thi, phòng chấm thi, kiểm soát chặt chẽ người và đồ vật khu vực in sau đề thi, khu vực chấm thi, kiểm tra an toàn về phòng chống cháy nổ tại các điểm thi, bố trí xe chuyên dụng để vận chuyển đề thi, thiết bị phá sóng. Ngoài ra, trong các ngày diễn ra kỳ thi tại mỗi điểm thi sẽ bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, tuần tra, kiểm soát. Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh vừa có cảnh báo về bệnh viêm não, viêm màng não ở trẻ em đang gia tăng. Trong đó, có một số trường hợp trẻ sốt cao trên 39 độ C, xuất hiện co giật toàn thân, co cứng, chân tay, sụi bọt mép. Các bác sĩ khuyến cáo, bệnh do nhiều nguyên nhân gây ra như virus, vi trùng, ký sinh trùng, tỷ lệ di chứng cao trên 30% nếu nhập viện muộn, thậm chí có thể tử vong. Do đó, phụ huynh cần cho trẻ tiêm đầy đủ các loại vaccine để phòng bệnh, theo dõi sát tình trạng của con khi trẻ nhỏ bị ho, sổ mũi và có thêm dấu hiệu ly bì, khó đánh thức, nôn ói, bú kém, quấy khóc. Cần nghĩ đến nguy cơ viêm màng não, viêm não. Liên quan sự cố rơi dầm cầu tại dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam đoạn Diễn Châu Bãi Vọt, tỉnh Nghệ An, ngày 21 tháng 6, Bộ Giao thông Vận tải cho biết đã yêu cầu nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án xác minh, báo cáo cụ thể về nguyên nhân xảy ra vụ việc. Theo đó, ngày 19 tháng 5, trong quá trình thi công do sơ suất của thợ vận hành cầu thao tác không nhịp nhàng, dẫn đến va chạm giữa dầm đang lắp đặt và dầm đã đặt chân nhịp, làm gãy đổ dầm Super T nhịp từ trụ T3 đến T4. Đơn vị đã tiến hành lập biên bản xác nhận sự việc, đánh giá sơ bộ nguyên nhân và thống nhất di rời toàn bộ các dầm bị hư hỏng ra khỏi hiện trường. Hiện các nhà thầu đang tập trung tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị để nhanh tiến độ hoàn thành theo hợp đồng đã ký với Bộ Giao thông Vận tải, với tinh thần không đánh đổi tiến độ lấy chất lượng, đặt chất lượng lên hàng đầu. Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án thu thập, tàng trữ, trao đổi mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng theo Điều 291 Bộ Luật Hình sự. Vụ án khởi nguồn từ việc tại Đà Nẵng xuất hiện một nhóm người đăng trên Facebook, Telegram, Zalo các bài viết làm dịch vụ tra soát thông tin cá nhân của khách hàng tại 22 hệ thống ngân hàng trên toàn quốc. Công an thành phố Đà Nẵng đã điều tra và phát hiện đường dây mua bán trao đổi trái phép thông tin tài khoản ngân hàng. Nhiều nhân viên của 13 ngân hàng thương mại cổ phần ở một số địa phương đã bị triệu tập.
Vừa qua, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn có giá trị hàng nghìn tỷ đồng. Qua công tác nghiệp vụ, Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện Nguyễn Thị Dung, sinh năm 1956, trú tại quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, đã mua hơn 20 doanh nghiệp ma từ các chủ doanh nghiệp đang muốn giải thể để đăng ký hồ sơ khống nhằm phát hành hóa đơn giá trị gia tăng và xuất hóa đơn khống bán cho người có nhu cầu thu lợi bất chính. Tính từ cuối năm 2020 đến nay, Dung cùng 3 đối tượng khác ở Hà Nội đã xuất hơn 5.500 hóa đơn với tổng số tiền đã bao gồm thuế VAT khoảng 2.200 tỷ đồng, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp khác mua sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, gây thất thu thuế của nhà nước hàng trăm tỷ đồng. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Dầu Một và Thành đoàn Thủ Dầu Một thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức khen thưởng tuyên dương tuổi trẻ dũng cảm cho 3 nam thanh niên đã cứu sống 2 mẹ con người nước ngoài bị đuối nước trên sông Sài Gòn tối qua. Trước đó vào khoảng 20 giờ tối qua ngày 20 tháng 6, một bé gái đang chơi trên bờ sông Sài Gòn đoạn qua thành phố Thủ Dầu Một bị trượt chân té xuống sông. Người mẹ lao nhanh xuống cứu con. Tuy nhiên cả hai không biết bơi nên cùng chơi với giữa dòng nước. Ngay lập tức đã có 3 thanh niên lao xuống dòng sông để cứu 2 nạn nhân khỏi đuối nước. Hành động thấy người gặp nạn không chút đắn đo, lập tức lao vào hỗ trợ, thể hiện rất rõ tinh thần dũng cảm của tuổi trẻ với tinh thần đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên. Chuyển sang phần tin quốc tế. Giới chức Indonesia thông báo cảnh sát nước này đã giải cứu hơn 1.500 nạn nhân buôn người, bắt gần 500 nghi phạm liên quan. Theo giới chức Indonesia, từ ngày 5 đến ngày 18 tháng 6, cảnh sát đã bắt giữ 494 nghi phạm và 5 kẻ buôn người đang bị truy lùng. Tổng cộng, 1.553 nạn nhân đã được giải cứu khỏi các cơ sở phi pháp ngay trước khi họ bị đưa ra khỏi Indonesia để trở thành người giúp việc, thủy thủ hoặc gái mại dâm. Indonesia là một trong những quốc gia xuất khẩu lao động nhập cư lớn nhất Đông Nam Á, với hàng trăm nghìn người tại những khu vực nghèo nhất đất nước rời đi mỗi năm thông qua các con đường không chính thức để tìm kiếm việc làm lương cao. Một vụ bạo loạn đẫm máu đã xảy ra tại một nhà tù dành cho phụ nữ ở Honduras ngày 20 tháng 6 theo giờ địa phương, khiến ít nhất 41 phụ nữ thiệt mạng. Đây là một trong những thảm họa nhà tù tồi tệ nhất tại Trung Mỹ trong thời gian qua. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Quốc gia Honduras cho biết vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Tamara, cách thủ đô Tegucigalpa khoảng 50 km. Hầu hết các nạn nhân đều bị bỏng, tuy nhiên cũng có các báo cáo về các tù nhân bị bắn hoặc bị đâm. Vụ bạo loạn hôm 20 tháng 6 có thể coi là một thảm kịch tồi tệ nhất tại một trung tâm giam giữ tù nhân nữ tại Trung Mỹ kể từ năm 2017. Và năm đó, các cô gái tại một trại cải tạo quá tải ở Guatemala đã đốt nệm để phản đối các vụ hãm hiếp và ngược đãi tại cơ sở này. Vụ hỏa hoạn sau đó đã khiến 41 người chết. Một đầu bếp cao tuổi tại tỉnh Osaka, Nhật Bản mới đây đã quyên tặng 29 kg vàng và 1 kg bạch kim cho chính quyền với mong muốn số tài sản này sẽ được sử dụng để phục vụ dân sinh như mua mới các xe cứu thương. Theo đó, của ông Natsuo Takajima, 87 tuổi ở tỉnh Osaka, Nhật Bản, đã quyên tặng 29 kg vàng và 1 kg bạch kim, tổng giá trị lên tới 280 triệu yên, tương đương gần 45 tỷ đồng Việt Nam cho chính quyền thành phố để phục vụ dân sinh. Chiều 20 tháng 6, chính quyền thành phố Mino, tỉnh Osaka đã tổ chức lễ tiếp nhận món quà đặc biệt trên. Phát biểu tại lễ tiếp nhận, thị trưởng thành phố Mino đã bày tỏ cảm kích, đồng thời cho biết thành phố sẽ lên kế hoạch chuyển đổi toàn bộ số vàng và bạch kim nói trên thành tiền mặt để sử dụng làm nguồn tài chính công và thực hiện theo ý nguyện của cụ. Một nhóm các nhà khoa học quốc tế mới đây cảnh báo các sông băng trên dãy núi Himalaya và lân cận có thể mất tới 75% thể tích vào cuối thế kỷ này do sự nóng lên toàn cầu, vừa gây ra lũ lụt nguy hiểm, vừa dẫn đến tình trạng thiếu nước cho 240 triệu người sống ở khu vực. Các nhà khoa học phát hiện ra rằng tình trạng băng tan đang diễn ra ngày càng nhanh hơn tại khu vực Hindu Kush Himalaya, bao gồm dãy Himalaya và dãy Hindu Kush, nơi có hai ngọn núi Everest và K2 nổi tiếng. Nghiên cứu cho biết, nếu nhiệt độ toàn cầu tăng thêm từ 1,5 tới 2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, các sông băng trong toàn khu vực sẽ biến mất từ 30 đến 50% thể tích vào năm 2100. Song tốc độ tan chảy còn phụ thuộc vào vị trí của sông băng. Nếu nhiệt độ tăng thêm 3 độ C, mức mà thế giới có phải đối mặt nếu vẫn đi theo các chính sách khí hậu hiện tại, các vùng sông băng ở vùng đông Himalaya, bao gồm Nepal và Bhutan, sẽ mất tới 75% lượng băng của chúng.
Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.